Hello các bạn, hôm nay chế con dao thường thành con dao gọt vỏ trái cây nha, với con làm dao bào luôn. Đó, thì mình dùng cái này là nắp nhựa cái hộp lon sữa hoặc là một miếng mũ miếng nhựa gì đó cũng được. Trước hết thì mình cắt ra cái miếng hình chữ nhật vuông vuông nha, đó. Cỡ này thôi. Cho nó dài hơn cái dao khoảng phần rưỡi gì được rồi. Cỡ này. Chào mấy các bạn. Đó. Rồi sau đó mình khoét một cái hình vuông, khoét giữa này nè, đơn giản. Cái chiều dày của cái miếng này nó sẽ là bằng cái chiều dày của mấy cái món mình cắt gọt. Rồi lát nữa mình cặp lên đây nè. Cặp lên đây. Rồi. Vậy là mình làm kiếm thêm hai cái miếng độn, độn ở dưới này. Đó, miếng độn lấy cái miếng này luôn. Đây miếng này làm miếng độn. Làm dài dài đi, dư thì lát nữa mình cắt bỏ. Dạ, rồi như vậy là mình dán ở trên cái dao, dán ở đây vị trí này. Dán đèn miếng băng keo hai mặt nha các bạn. Keo hai mặt chỗ này. Như vậy là đây miếng. Đây miếng. Lột ra. Đó, lột ra mình gắn cái miếng miếng lót vô. Dán miếng lót vô. Đây, bên này cũng vậy. Rồi gắn cái miếng miếng lót vô các bạn. Chắc phần dư bỏ rồi. À, vậy thêm trên này hai miếng băng keo dính nữa để mình dán cái miếng này vô. Dán miếng này lên. Đó. Đó, mình chừa cái khoảng 5-7 ly vậy được rồi.
Vậy là xong rồi các bạn. Nhà có cái vườn nha đám. Sẵn ngồi đây, sẵn rồi lấy nó thử luôn. Đây. Bào vô tô nước này cho nó khỏi dơ đi. Thôi, nhựa mũ. Ngon lành các bạn. Gọt rau củ quả là như ý nha. Kẹt kẹt chế xài đỡ cũng tốt lắm à. Cái đặc biệt cái này nó ngon hơn con dao hai lưỡi đó. Đó là cái con dao chính mình mài được và mài nó đạt cái độ bén tối đa cực kỳ bén luôn, cho nên khi mà cắt gọt mấy cái này thì nó sướng tay dữ lắm, nó bén quá mà. Nó bén quá trời bén nè. Rồi lột ra để dành ha, lúc nào cần xài thì gắn vô thôi. Ba cái đồ mũ đồ nhựa xài thiên thu. Rồi đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai các bạn, ống hút trà sữa. Lấy mình cắt đôi ra được miếng vậy. Chủ yếu mình xài cái ống hút trà sữa là lý do nó có cái mặt. Mặt này nè. Đó, mình để nó dựa trên cái rau củ nó trơn. Đó, mặt tròn này ít ma sát, ít bị ma sát. Đó. Còn cái phần này là mình bẻ ngược lại thôi. Đó, bẻ ngược lại đây. Để lát nữa là mình gắn lên cái dao. Mình gắn lên cái dao. Thì ở cái vị trí này á, xong đó mình dư cái đầu này mình bẻ xuống. Rồi xong cái đầu này mình cặp cái lấy cái ghim bẻ cặp vô các bạn. Rồi đầu này cũng bẻ lên. Đó thì tùy cái độ bào dày bào mỏng đó mà mình điều chỉnh. Còn cái này thực ra là khá mỏng. Nó mỏng bằng cái độ dày của cái miếng này thôi. À, và nó có cong lên chút xíu. Đó. Còn mấy cái kẹp này là mấy cái chỗ mà văn hóa phẩm là người ta bán nhiều lắm, người ta bán hộp cả trăm cái. Mình ra anh mua một hai cái không đáng bao nhiêu tiền hết. Còn không thì xin mấy cái chỗ mà người ta làm văn phòng nó nhiều lắm. Cơ quan nào nó cũng có nhóc cái đó hết, nhiều lắm. Đơn giản vậy thôi các bạn nè. Đó, nó có cái điểm tựa điểm tì ở đây nè, và cái điểm này nó rất là trơn cho nên nó gọt rau củ quả khá tốt. Thử cái này nha. Đó. Này gọt cà rốt được thì ngon, vừa nó dày hơn cái miếng hồi nãy, nó dày hơn chút đó. Cái này nếu mình lấy thì mình sát lên thôi, muốn mỏng thì đưa nó sát lên trên nữa đó. An toàn nha các bạn. Sợ đứt tay đứt chân gì. Còn gà video đến đây xin phép kết thúc. Các bạn like và đăng ký để ủng hộ kênh Mèo Hay.
giúp nha các bạn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại video lần sau.